ưu đãi nhiều, giảm giá sâu. Hy vọng rằng cái lượng người quan tâm tới cái video này nó nhiều. Chứ bán nhiều thì hơi khó các bạn. Trong cái thời cuộc kinh tế hiện tại á, thì nó là cái gì đó hơi u ám và hoang mang cho những người làm kinh doanh giống như mình. Cái bộ tem Kawasaki đợt này bên mình có phối màu làm cho nó đậm đà hơn. Mình thấy nó sẽ đẹp hơn trước. Có gắn thêm cái đuôi gió Bista RR và kính Revo để đi ngày đi đêm được. Tổng cái combo này đang được giảm giá đâu đó khoảng 400-450 nghìn. Cái bộ tem đầy cam 200 nghìn, mua chung với nón giảm chỉ còn 100, hỗ trợ dán luôn cho các bạn. Nếu các bạn nhìn kỹ sẽ thấy là cái độ nét cũng như cái màu nó lên đẹp. Không phải tự khen nhưng mà mình thấy là nó đẹp hơn rất là nhiều so với nhiều bạn khác. Có nhiều chỗ là mua tem bên mình về scan ra cho nên cái độ nét và cái độ màu nó không được đẹp giống vậy đâu. Kính Revo này 400 giảm chỉ còn 300. Cái đuôi gió này cũng vậy luôn, 500 giảm còn 400, đâu đó là giảm được 300 ngàn rồi đó các bạn. Và được tặng thêm một cái miếng phim chống động xương chỉ giá 150 nữa. Dán vô để các bạn đi trời lạnh không bị ám hơi thở. Các bạn có thể mua thêm những kính gương của Rock, ví dụ như màu gương bạc này hoặc là màu gương gold. Cái này là 250, mua chung với nón này giảm còn 100 nghìn. Mũ Rock thì nó có sẵn hai kính rồi, sẽ tiện dụng cho các bạn đi ngày đi đêm. Nếu chỉ giữ kính zin của nón thôi á, không cần mua thêm kính Revo, thì cái combo này nó còn giá cũng rất là thấp, dễ tiếp cận, dễ chơi lắm các bạn. Một cái combo như thế này vừa đẹp vừa hời, giá chưa tới 2 triệu. Còn nếu bỏ mấy cái đuôi gió Revo, bỏ kính Revo ra thay bằng đuôi gió thường á, thì có 1,3 triệu. Mình thì rất là ngại ngùng khi mà nói quá về cái sản phẩm nào đó, nhưng mà thú thật đây là sản phẩm dễ chơi, dễ tiếp cận, độ an toàn ngon nha. Nhưng mà độ hoàn thiện á, thì đánh giá nó chưa tốt, không cao. Ví dụ như lót nè thì mình cảm thấy nó làm không đẹp. Cái này có sao nó thiệt chứ bạn vậy ha. Và cái ron kính này nè, không được kính kẻ giống như cái phiên bản Yuhi 981. Bản 981 đi hơi bị sướng luôn nha các bạn. Nhưng mà nào dư giả kinh tế chút xíu á, chơi cái 981 thì nó sẽ ngon hơn cái này. Đổi lại giá rẻ, nón mua thêm đống phụ kiện chơi chắc gì á, mà giá nhiều khi nó còn rẻ hơn cái phiên bản zin của cái 981 nữa. Những bạn nào thích á, thì ủng hộ mình cho tim, cho like thôi. Còn có quan tâm sâu hơn á, thì cứ comment ha, mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.